À, chào các bạn nha. Bây giờ mình chuẩn bị đi về Sài Gòn nha các bạn. Thì ở đây là huyện Bình Long của tỉnh Bình Phước nha các bạn. Chỗ này cũng đồi núi nhiều lắm. Đây cái đường này nè, đi về này, đường đi về là về Bù Đốp luôn nha các bạn, Lộc Ninh Bù Đốp rồi. Qua cửa khẩu Hoa Lư luôn hay sao á. Qua Campuchia luôn nha các bạn, đường này nè. Đó cái trạm mình là xa xa qua trước nha. Còn xe mình là đây nè. Trời ơi, nhìn chiếc xe giống như xe thồ luôn các bạn ơi, chở quá trời đồ luôn nè. Đó, chở quá trời đồ luôn đó. Thôi bây giờ mình xuất phát về Sài Gòn nha các bạn. Anh em theo mình nha. Thì từ đây mà về xe tới nhà mình đó là khoảng 130 cây nha các bạn. Đi chắc cỡ 4 tiếng á. Thôi mình xuất phát nha các bạn. Đây là cái đường từ Bình Long về Sài Gòn nha các bạn. Đường rất là đẹp. Và dễ chạy nữa, xe thoáng lắm. Thì mình đi cả tuần lễ nay trên Bình Phước thì mình cảm nhận là cái đường đi rất là thoáng nha các bạn, và không có ổ gà nữa, đường rất là đã luôn, chạy chạy rất là ngon luôn á. Đặc trưng của nó là đường cứ hai bên đường là toàn cao su với đều không nha các bạn, rất là nhiều luôn á. Nhưng mà chỗ này cũng vậy nè các bạn. Mình đang đi trên đường quốc lộ 13 nha các bạn. Cái phía trước cái cổng chào chúng ta là cái cổng chào huyện Bình Long của tỉnh Bình Phước nha các bạn. Xã Bình Long chứ không phải huyện. Thị xã Bình Long của tỉnh Bình Phước. Rồi mình cứ thẳng đường này hoài luôn mà mình sẽ về được tới Sài Gòn nha các bạn. Một đường thẳng duy nhất luôn á. Đường rất là dễ đi. Rồi qua tới đây là tới Hớn Quản rồi. Thì mình đi chút xíu nữa thôi mình sẽ tới được cái ngã tư như là ngã tư Trân Thành các bạn. Rồi ngã tư Trân Thành là có một cái hướng bên tay trái là đi về xã Đồng Xoài á, tỉnh Bình Phước nha các bạn, rồi đi Phước Long rồi đi Bù Đăng luôn đó. Thì mấy đường đó là bữa mình có làm bên kia bên đó rồi, thì mình, qua kia gì mới mình mới từ bên đó chạy qua bên này làm đó các bạn. Thì bây giờ mình làm xong hết rồi, kết thúc công việc thì bây giờ mình đi về Sài Gòn. Đây, mấy bạn thấy đường không? Đường quá đẹp luôn, quá thoáng rộng luôn. Không có đông xe nữa, mình chạy thoải mái luôn á. Thôi nhưng mà mình cũng phải chạy đúng tốc độ các bạn ơi, tại vì nhiều khi công an nó núp ở trong mấy rừng cao su á, nó bắn tốc độ mình đâu có biết được đâu. Ở mình chạy đúng tốc độ thôi, đường này như Honda được chạy 60 sao thì mình cứ chạy đúng thôi. Thôi bây giờ mình đi đi tiếp nha các bạn ơi. Sau khi mình đi từ nãy giờ thì trời nắng quá các bạn, mình ghé vô mình ăn cơm cái rồi mình nghỉ ngơi cái rồi mình đi tiếp nha các bạn. Giờ quá nắng luôn á, để mình ăn cơm xong mình nghỉ chút xíu nha các bạn ơi, giờ mình đi tiếp. Giờ này 12 giờ mấy á, trời rất là nắng luôn. Thôi để mình nghỉ chút xíu nha các bạn ơi. Sau khi mình nghỉ ngơi cơm nghỉ ngơi xong á, bây giờ mình đi tiếp nha các bạn. Phía trước chúng ta là ngã tư Trân Thành nha các bạn. Đây ngã tư Trân Thành của chúng mình nè. Thì đường phía này là đi về Đồng Xoài nha các bạn. Còn đường này mình đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, mình mới vừa qua ngã tư Trân Thành nha các bạn. Có một đường đi về Đồng Xoài, với một đường về thành phố, với một đường về qua đây, đi đâu mình không biết. Đó, thì mình cứ đi thẳng đi về, thì về thành phố nha các bạn. Một đường thẳng hoài luôn đó là tới đường ngã tư Bình Phước luôn á, rất là dễ đi. Để mình đi tiếp nha các bạn. Chào các bạn, thì mình mới vừa qua khỏi Trân Thành để tiến vào huyện Bào Bàng của tỉnh Bình Dương nha các bạn. Thì mình đang trên địa phận tỉnh Bình Dương. Thì đi Bào Bàng này, đi hết cái Bào Bàng này là sẽ tới được Bình Bến Cát. Biển Bến Cát xong rồi mình đi nữa là tới Thủ Dầu Một, rồi Thủ Dầu Một xong rồi đi về tới thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là còn rất xa nha các bạn. Gần 100 cây số luôn chứ không phải ít đâu. Đây là huyện Bào Bàng của tỉnh Bình Dương nha các bạn.
mình đi tiếp nha các bạn ơi. À, mình đi từ nãy giờ thì mình đã đến được huyện Bến Cát của tỉnh Bình Dương nha các bạn. Ở đây là khu dân cư Mỹ Phước, mà không biết Mỹ Phước mấy đây. Nhà cửa là quá trời luôn. À, về tới Bình Dương này thì đường xá nó đông hơn lúc nãy trên Bình Phước rồi các bạn ơi. Đó là dân cư Bình Dương như đông hơn Bình Phước hay sao, đông lắm. Đường xá chạy cũng đông nữa. Mấy nhà là xây đều nhau, đẹp quá. Rồi mình cứ đi thẳng đường này hoài là mình về tới Sài Gòn nha các bạn. Rồi, thôi mình đi tiếp nha. À, mình về được tới Thủ Dầu Một rồi nha các bạn. Đó, các bạn Thủ Dầu Một đó. Thì mình đi chút xíu nữa thôi là mình tới được Sài Gòn rồi. Đây phía trước chúng ta là khu du lịch Đại Nam nha các bạn. Thì trong này nó có một cái trường đua mô tô á. Anh em nào có một đam mê mô tô có thể lên đây tập vợt được. Mình không có biết, mình chưa vô đây lần nào đó. Khi đó nó còn khu du lịch này nọ thì mình có vô, nhưng mà lâu quá rồi mình không có vô nữa. Đây là cái cổng, quay cho anh em xem nha. Đây là trường đua Đại Nam đó các bạn. Đó, trường đua Đại Nam. Đây cái cổng này các bạn. Đường rất hoành tráng luôn nha các bạn ơi. Đó, đây là đường quốc lộ 13 nha các bạn, nằm ngoài mặt tiền luôn á. Rồi anh em nào có mô tô đâu đó thì có thể vô đây tham gia thử. Đó, đi vô đây nè. Cổng vô nha các bạn. À, đã không? Rất là đã. Đó, vô sâu trong đó luôn nha, là có trường đua với lại đua ngựa đầy đủ luôn trong đó luôn các bạn. À, thôi để mình đi tiếp nha các bạn ơi. À, còn đây là ngã tư Sở Sao nha các bạn. Đó nè, cái đường này là mình đi thẳng hoài đường đó là mình sẽ tới được huyện Phú Giáo. Huyện Phú Giáo, cho mình đi hết Phú Giáo mình sẽ đến được huyện Đồng Phú, rồi mình qua Đồng Phú là mình tới được Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước nha các bạn. Là cái đường này mình đi Bình Phước được nha các bạn. Còn hồi bữa mình đi thì mình không có đi đường này. Mình đi đường DT742 mình ra cổng xanh rồi cũng đi lên Phú Giáo. Phú Giáo cái mình đi lên Đồng Phú cũng lên Đồng Xoài luôn nha các bạn, cũng như nhau thôi. Đó đây là ngã tư Sở Sao. Đây đường này đi Bình Phước nha. Và mình cũng sắp tới được Sài Gòn rồi các bạn ơi. À, chào các bạn. À, cái ngã ba ngoài trước đó là một hướng thì mình đi về thành phố Hồ Chí Minh là mình về tới trái nha các bạn. Đi thẳng ngoài luôn thì mình tới được ngã tư Bình Phước. Còn một hướng mình đi thẳng nữa, thẳng bên đây phải á, là mình đi thẳng ngoài là mình sẽ được tới được cái chùa Bà Bình Dương các bạn. Mỗi lần lễ rằm tháng Giêng nữa chùa Bà Bình Dương rất là đông nha các bạn. Mình thì mình không đi đường bên đây trái, mình về ngã tư Bình Phước nha các bạn. Mình sẽ đi đường chùa Bà Bình Dương. Xong mình đi vô chút xíu đó thôi, rồi mình làm xanh này rõ đầu tiên á, mình quẹo tay phải để mình đi về đường cầu Phú Cường. Mình qua cầu Phú Cường xong rồi mình đi qua huyện xã Bình Mỹ của huyện Củ Chi. Rồi xong mình về đường Lê Văn Khương quận 12 rồi đó. Rồi xong rồi mới về thì nhà mình luôn nha bạn. Tại không đi đường ngã tư Bình Phước nó hơi xa. Đi đường cầu Phú Cường nó sẽ ngắn hơn được chút xíu. Còn ai muốn đi chùa Bà đâu đó là mình cứ đi thẳng đường đó hoài là sẽ mình vô được chùa Bà. Chùa Bình Dương nha các bạn. Rất là nổi tiếng ở Bình Dương đó. Đây là quốc lộ 13 nha các bạn ơi. Rồi để mình đi tiếp nha. À, sau một hành trình dài thì cuối cùng mình cũng đã đến được phường đường Lê Văn Khương. Đường Lê Văn Khương, phường Thái An, quận 12 nha các bạn. Thì coi như là mình đã về được tới Sài Gòn rồi. À, kết thúc một hành trình dài hơn 100 km nha các bạn. Đây, xe mình đây nè, hồi nãy mình mới ghé Thủ Dầu Một mình mua 2 trái sầu riêng về cho vợ con mình ăn nhé. Thấy nó ngon quá nên mua về cho ăn. À, coi như là ngày hôm nay là ngày giống như là đẹp trời, mình đi đường thuận lợi, bình an. Kết thúc một chuyến hành trình từ Bình Phước về Sài Gòn tốt đẹp. Thì bây giờ sớm quá thì mình lên công ty có việc chút xíu. Mình sẽ không ghé nhà, mình sẽ lên công ty luôn. Thì
clip của mình cũng xin kết thúc tại đây. Kính cảm ơn các anh em đã theo dõi clip của mình. Nếu có hay thì đăng ký chia sẻ cho mình nha. Mình là Trọng Lê H đây. Cảm ơn anh em nhiều lắm.